Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng nhiều tình nguyện viên vẫn có mặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đông Hưng, đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ai cũng mong muốn đến lượt được hiến máu để trao cơ hội cứu sống cho nhiều bệnh nhân đang cần máu. Đây là lần thứ bao nhiêu đi hiến máu thì mình cũng không nhớ, nhưng mà với cái hoạt động mà ý nghĩa như thế này thì chắc chắn là mình sẽ tham gia đến khi nào mình không thể tham gia được nữa thì thôi. Hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2023 với thông điệp kết nối trái tim, kết nối sự sống, ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút hơn 220 đoàn viên thanh niên, người lao động trên địa bàn huyện Đông Hưng đăng ký tham gia. Kết quả, ban tổ chức thu được 213 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phục vụ công tác cấp cứu điều trị. Trong những năm vừa qua thì thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện của tỉnh cũng như của huyện, thì Hội Chữ thập đỏ Đông Hưng là cơ quan thường trực để tham mưu cho Ban chỉ đạo hiến máu của tỉnh. Thì chúng tôi ngay từ đầu năm chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các đồng chí trưởng ngành cũng như các đồng chí trong Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện của huyện. Hàng năm thì vào những cái dịp những giọt máu hè này thì chúng tôi thường tổ chức từ 1 đến 2 đợt. Và chúng tôi thu hút được khoảng tầm từ 200 đến 400 đơn vị máu. Tại huyện Quỳnh Phụ, ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2023 cũng thu hút hàng trăm người, trong đó lực lượng chủ yếu là công chức, viên chức và cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký tham gia. Cứ mỗi lần là chúng tôi có kia chỉ tiêu của huyện giao là cứ 2 người trở lên. Nhưng hội phụ nữ xã được tuyên truyền vận động thì có năm thì 5-6 chị em, như năm ngoái là 6 chị em, năm nay là 5 chị em như tham gia hiến máu. Cũng có chị như là tham gia là được năm nay năm thứ 11, tôi thì tham gia là năm nay là năm thứ 6. Là cùng đồng hành cùng với lại Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. Những năm trước đây người dân vẫn còn tư tưởng e dè trong cái việc hiến máu, chiến dịch máu hồng hè, do thời tiết nắng nóng rồi là do là mình chỉ làm theo cái đúng kế hoạch chỉ tiêu đề ra, rồi là họ chưa nhận thức được về cái tầm quan trọng của công tác máu. Những năm gần đây và đặc biệt trong năm 2023, do công tác tuyên truyền chúng tôi làm rất là tốt nên là ý thức người dân được nâng cao, họ nhân dân là đến hiến máu rất là sớm, thậm chí là đến trước giờ cả ban tổ chức. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đặt mục tiêu trong chiến dịch năm nay tiếp nhận khoảng 4.000 đơn vị máu, đạt 30% chỉ tiêu năm 2023. Đến thời điểm này, chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2023 đã thu được gần 1.600 đơn vị máu, cơ bản đáp ứng được nhu cầu cấp cứu và điều trị. Trong năm 2023 này, nó cũng có một số những cái khó khăn nhất định, đó là mua sắm, quà tặng, hóa chất, vật tư, túi lấy máu để phục vụ cho việc thu gom máu, tiếp nhận máu. Một số trung tâm truyền máu trong cả nước cũng gặp cái tình trạng này. Mặc dù ở Thái Bình thì chưa xảy ra cái tình trạng đó, nhưng mà cần phải có sự vào cuộc quyết liệt, tích cực hơn nữa để đảm bảo rằng người dân hiến máu thì người bệnh sẽ được hưởng thụ cái sự nhiệt tình, ủng hộ cái tinh thần hiến máu đấy của người dân. Với tinh thần tương thân tương ái, chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2023 đã và đang được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Những giọt máu hồng ấm áp tình người, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.